Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc Honda Forza 125/2025 vừa lưu diễn tại châu Âu. Ngoại hình đã đẹp, nay còn nhiều trang bị xịn sò hơn. Mới đây Honda đã chính thức trình làng cái mẫu Forza 125/2025 cho một Maxi Quester cỡ nhỏ tại thị trường châu Âu. Cái mẫu xe này có nhiều nâng cấp nhẹ nhàng về mặt thiết kế nhưng bổ sung rất nhiều trang bị và tính năng hấp dẫn nhiều anh em. Về mặt thiết kế, theo riêng cá nhân của mình, Honda Forza 125/2025 số ngoại hình tương tự như cái chiếc Forza 310 cũng được bán chính hãng tại thị trường Thái Lan hiện nay. Xe vẫn giống cho mình cái kiểu dáng thể thao hầm hố với cái mặt trước là cái cụm đèn pha chia đôi, kết hợp cùng với kính chắn gió nhô cao cùng cái cặp gương chiếu hậu to bản như các mẫu mô tô phần lớn. Có lẽ so với thời trước thì Forza 125/2025 nó tập trung vào cái sự thay đổi vào nhiều tính năng hơn và các trang bị cũng như cái tiêu chuẩn khí thải, tiêu chuẩn cho xe. Theo đó, nhãn sức đến từ Nhật Bản cũng đã tinh chỉnh cái cụm ống xả theo dạng hoàn toàn mới để đảm bảo được đạt được cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 Plus. Với một vài nhiều điểm thay đổi dễ nhận thấy, có lẽ là màn hình hiển thị thông số tốc độ của chiếc xe. Nó đã được thay đổi từ dạng là LCD sang cái dạng là tia ti màu, với đó là tích hợp luôn cả cái tính năng kết năng lượng thông minh qua ứng dụng là Proxim. Ứng dụng này cho phép người dùng xem được bản đồ, nhận báo thông tin một cách hiệu quả, thông minh và trực quan hơn. Ngoài ra, theo như những gì mà hãng Honda chia sẻ, các nút bấm trên các chức năng của chiếc xe này cũng được cải tiến, mang đến cái sự chắc chắn hơn với nhiều thao tác. Forza 125/2025 nó cũng sẽ có cả cái nút điều khiển vị trí kính chắn gió, mang đến cái sự tiện lợi và hiện đại cho người tiêu dùng. Một vài tính năng khác đáng chú ý trên cái mẫu xe này có thể kể đến như hệ thống kiểm soát kéo HSTC, phanh ABS hai kênh cùng chiếc cái đèn tín hiệu khẩn cấp. Xe có khả năng không gian chứa đồ bên dưới cốp rộng rãi, có thể để vừa hai hiểm là cả đầu, cũng như là tích hợp luôn hệ thống cái phần đèn LED mang tính ánh sáng khi cần lấy đồ ở bên dưới yên xe. Về mặt vận hành thì hãng Honda trang bị cho cái dòng là Forza 125/2025 cái động cơ dung tích thật 124cc cho ra cái công suất cực đại là 14,34 mã lực, đi cùng một mang sáng cực đại là 12,5 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.500 phút. Với cái thông số này có thể sức mạnh của mẫu xe là không quá yếu so với cái động cơ là 105cc. Xe vẫn đảm bảo được cái sức kéo tốt cùng với cái khả năng bứt tốc tuyệt vời cho người lái khi di chuyển trên nhiều cái cung đường khác nhau. Hiện tại thì chưa có thông tin nói về mức giá bán của cái chiếc Honda Forza 125/2025. Nhưng một vài thông tin từ giới mua bán mô tô phân khối lớn tại thị trường Philippines, dự kiến cái mẫu xe này sẽ có mức giá khoảng là 297.100 PSB. Đó là tiền Việt nó tương đương khoảng là 128.500.000 đồng. Ngoài ra, nhiều thông tin chúng tôi tìm hiểu được biết, có rất nhiều cái nguồn tin cho biết kỳ Honda Beezit 160/2025 sẽ cũng được ra mắt và được thay mới hoàn toàn bởi một cái mẫu xe có thiết kế nó tương tự như cái chiếc Forza 125 và Forza 310. Và đó có đây là cái phiên bản Honda Forza 160 hay là 125 cũng đồn đoán được ra mắt trong những sắp tới. Đối với anh em thì sao? Anh em thấy cái chiếc Honda Forza 125/2025 thế nào? Nhưng riêng tôi đang chờ đợi một cái phiên bản lớn hơn là Honda Forza 160 hay là 175cc cũng được ra mắt thị trường Đông Nam Á thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, subscribe.